Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025, chiều qua ngày 12 tháng 10 tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đại biểu tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Nam. Đại biểu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa. Công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam được khởi công từ tháng 12 năm 2019 với tổng diện tích xây dựng 120m². Công trình được đặt tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Mô hình và quy mô kiến trúc nhà bia được mô phỏng theo công trình nhà bia Vĩnh Lăng ở khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa, ghi tên gần 1.400 liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong kháng chiến, kết nối khép kín với các công trình trong quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự tôn vinh thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa đối với những người con yêu quý của quê hương đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nêu rõ, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, Thanh Hóa, Quảng Nam đều là những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Nằm ở vị trí phên dậu của đất nước, luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam kết nghĩa, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chi viện nhân lực, vật lực cho miền Nam, cho Quảng Nam trong những thời điểm cam go nhất, ác liệt nhất. Đáp lại tình cảm thiêng liêng đó, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam đã chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng danh với danh hiệu trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ, khích lệ tinh thần chiến đấu cho quân và dân Thanh Hóa. Nhiều người dân, nhất là các mẹ, các chị đã giúp đỡ chăm sóc, bảo vệ cán bộ chiến sĩ tham gia công tác, chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Tỉnh Thanh Hóa đã chi viện riêng cho chiến trường Quảng Nam hàng ngàn cán bộ chiến sĩ như tiểu đoàn 70, tiểu đoàn 89 đặc công, bệnh xá 78, phối hợp với quân giải phóng miền Nam và mặt trận 4 Quảng Đà cùng với quân dân Quảng Nam Đà Nẵng lập nên những chiến công hiển hách. Vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến, có lúc tại chiến trường Quảng Nam có khoảng 1/2 quân số là con em Thanh Hóa cùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng quân và dân Quảng Nam. Trong những đoàn quân trùng điệp ấy, có tiểu đoàn đặc công Lam Sơn được Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thành lập, huấn luyện để tăng cường cho chiến trường Quảng Nam. Đây là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ đã chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng ngàn tên Mỹ ngụy, phá hủy nhiều máy bay, xe tăng, vũ khí của địch, lập nên nhiều chiến công vang dội trên khắp các mặt trận Hòa Vang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, làm cho kẻ thù khiếp sợ. Những chiến công oanh liệt của quân và dân hai tỉnh đã góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có gần 1.400 người con của Thanh Hóa đã vĩnh viễn nằm lại đất Quảng Nam, hiến chọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam đã thống nhất xây dựng nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại tỉnh Quảng Nam anh em. Đây là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, nhân văn sâu sắc, biểu trưng cho tình thủy chung son sắt của hai tỉnh. Từ hôm nay, hai tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa đều cảm thấy yên lòng hơn khi trên vùng đất Quảng Nam trung dũng kiên cường có một ngôi nhà chung quy tụ hồn thiêng của các anh, các chị, những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để phát huy hiệu quả giá trị lâu dài của công trình, các đồng chí đề nghị các ban ngành chức năng hai tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy tối đa giá trị sử dụng, đưa công trình thực sự trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt văn hóa tư tưởng,
du khảo về nguồn nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, mối quan hệ gắn bó keo sơn, ruột thịt của hai tỉnh, qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn lên cho cán bộ đảng viên và nhân dân hai tỉnh, nhất là thế hệ trẻ, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu và tỉnh Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam anh em nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam đã trồng cây lưu niệm tại nghĩa trang. Về thăm tỉnh Quảng Nam sâu nặng nghĩa tình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão vừa mới xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tối qua tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Dự lễ tôn vinh có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể địa phương và đông đảo doanh nhân Thanh Hóa. 9 tháng năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đã phải chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 và đối tượng chịu tác động trực tiếp là doanh nghiệp. Song các doanh nghiệp trong tỉnh đã tìm hướng đi riêng để cứu chính mình và người lao động bằng việc cơ cấu lại sản xuất, định vị lại thị trường, đồng thời chuyển hình thức kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Chính vì thế, ngay sau khi Việt Nam khống chế được dịch bệnh, hoạt động của nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã nhanh chóng phục hồi, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa sản xuất, đảm bảo hàng hóa và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. 9 tháng năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có 16.500 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có hơn 1.800 doanh nghiệp mới thành lập, nộp ngân sách nhà nước gần 15.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng thu ngân sách nhà nước, đóng góp trên 65% GDP của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệt liệt biểu dương kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị, để góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng theo tinh thần nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tự lực tự cường, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thích ứng với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Để làm được điều đó, từng doanh nghiệp, doanh nhân phải chủ động rà soát, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực hiện có và đảm bảo khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và bối cảnh dịch bệnh. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu có giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và trong nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, chuyển từ hình thức quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại lễ tôn vinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho doanh nhân Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa, trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho doanh nhân Ninh Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao tặng cúp và bằng khen cho 10 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 52 doanh nhân, bằng khen của Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam trao cho 27 doanh nhân xuất sắc của tỉnh Thanh Hóa. Cũng tại lễ tôn vinh, với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, các doanh nghiệp doanh nhân đã trao ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa số tiền 2,9 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn xã. Hiện nay, trên địa bàn xã Yến Sơn có 24 doanh nghiệp và hợp tác xã, 10 hộ kinh doanh cá thể tạo việc làm cho hàng trăm lao động và góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp doanh nhân xã Yến Sơn cũng đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Đây cũng là một trong số ít xã của huyện Hà Trung thành lập được Hiệp hội Doanh nghiệp. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế của địa phương và của tỉnh, những vấn đề nổi bật trong hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Yến Sơn và các hội viên. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa cấp ủy chính quyền với Hiệp hội và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong trang tư liệu Đảng bộ Thanh Hóa từ đại hội đến đại hội hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu khái quát nội dung của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 5. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 5 được tổ chức từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 1961 tại thị xã Thanh Hóa, nay là thành phố Thanh Hóa. Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 3 năm 1958-1960 của tỉnh, đề ra chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 trên địa bàn tỉnh là quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 đề ra. Chuyển hướng mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên cả ba vùng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp. Đồng thời, tích cực phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, từng bước phát triển các mặt theo mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ra sức củng cố quốc phòng, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Mỹ, Diệm, bảo vệ miền Bắc, đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết, bầu Ban thường vụ tỉnh ủy gồm 11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh làm bí thư tỉnh ủy. Sau đó, Trung ương điều động đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh đi chuyên gia Lào, đồng chí Ngô Thuyền lên làm bí thư tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đức làm phó bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Thế Sơn làm phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh. Giai đoạn 2016-2019, tỉnh Thanh Hóa đã giảm được 10,24% tỷ lệ hộ nghèo, bình quân giảm 2,56% một năm, trong nhóm các tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước. Đây được đánh giá là một trong những kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 5 năm qua, cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 về giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020, đồng thời phát động nhiều phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo phù hợp với điều kiện tình hình của tỉnh. Cùng với đó, cách tiếp cận với người nghèo để hỗ trợ, giúp đỡ họ vươn lên cũng được thay đổi, dựa trên kết quả đánh giá phân loại đối tượng hộ nghèo. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền và trực tiếp thẩm định, rà soát, phân loại các đối tượng hộ nghèo, xem họ cần gì để giúp đỡ có hiệu quả để họ thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn toàn thị xã Bỉm Sơn. Đến thời điểm này, chỉ tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 0,6%. Song song với việc huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng đến việc sử dụng các nguồn lực này đạt hiệu quả cao nhất.
Chỉ riêng từ nguồn hỗ trợ hơn 656 tỷ đồng của Trung ương cho chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 1.234 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 247 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với hơn 83.700 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có gần 21.000 hộ tham gia dự án đã thoát nghèo. Điều đáng mừng là thông qua các chương trình dự án này, năng lực sản xuất, ý chí vươn lên của người nghèo đã được nâng lên. Sự trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước đã giảm rõ rệt. Trước thì đang hộ nghèo, nhưng mà vì nhà nước cho giống lợn, rồi là được vay ngân hàng chính sách, con cháu vào cũng làm thêm vào, thì bây giờ là thoát nghèo được 2 năm. Nhiều chương trình dự án lớn cũng đã được hoàn thành và phát huy tốt cái hiệu quả trong sử dụng, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo và đã hỗ trợ nhân dân như cây giống này, như giống cây, giống con và phân bón và tập huấn cho người dân để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất vào đời sống của nhân dân. Bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,5% trở lên. Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã giảm được hơn 96.600 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ 13,51% năm 2016 giảm xuống còn 3,27% cuối năm 2019. Đã có một huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo nghị quyết 30A, 24 xã bãi ngang ven biển, 5 xã và 55 thôn bản, khu vực miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Người nghèo và cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng đầy đủ và tốt hơn. 100% khẩu cận nghèo được mua bảo hiểm y tế. 95% hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh. 90% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông. Toàn tỉnh có hơn 30.000 hộ nghèo xây được nhà ở kiên cố. Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 đã đạt và vượt kế hoạch mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Có được kết quả này là sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở là hết sức quyết liệt. Thứ hai, đó là cái cách làm là hết sức linh hoạt. Và thứ ba là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị một cách quyết liệt, đặc biệt là chính cái người nghèo, họ là những cái người trực tiếp thực hiện cái công tác giảm nghèo và có cái nỗ lực vươn lên và kiên quyết thoát nghèo. Sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa sẽ không có ý nghĩa nếu chất lượng cuộc sống, vật chất và tinh thần của người dân không được nâng lên, số hộ nghèo và cận nghèo không giảm xuống, những người yếu thế trong xã hội không được chăm lo đầy đủ. Vì vậy, có thể nói, kết quả giảm nghèo trong 5 năm qua là một trong những minh chứng rõ nét cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Chiều qua, thợ ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung, Công ty Bảo vệ Nghi Sơn đã trao thưởng 135 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Điển hình là vụ điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng giết hai vợ chồng già ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung sau 48 giờ gây án. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ một số đối tượng trong các vụ án giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hướng dẫn các đơn vị công an trong tỉnh tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Hội đồng Nhân dân thành phố Sầm Sơn khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 18 để kiện toàn các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp,
Hội đồng Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lương Tất Thắng, do ông Thắng đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Sầm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đối với ông Phạm Văn Tuấn do chuyển công tác. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Tú giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu đồng ý. Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Văn Tú bày tỏ quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thành phố Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao của cả nước và đạt tiêu chí đô thị loại 2. Chiều qua, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phát động tuần lễ áo dài Việt Nam. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm thành lập và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong việc đoàn kết tập hợp hội viên, phát động tổ chức các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, đội ngũ nữ cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần vào sự phát triển của cơ quan đơn vị. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh đã phát động tuần lễ áo dài Việt Nam nhằm khẳng định tôn vinh vẻ đẹp của áo dài truyền thống, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Cũng tại buổi tọa đàm, các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được chuyên gia y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm học 2020-2021 chỉ mới bắt đầu được hơn một tháng. Khi niềm vui để con trẻ trở lại trường học sau dịch COVID-19 còn chưa kịp lắng, thì các bậc phụ huynh lại đau đầu về những khoản thu đầu năm học cho con. Tại Thanh Hóa, khảo sát sơ bộ cho thấy, trung bình mỗi phụ huynh có con đi học cần phải đóng từ 11 đến 15 khoản thu. Nhiều khoản trong số này được xác định là thu sai quy định. Sau buổi họp phụ huynh đầu năm học diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2020, ngay lập tức, khắp các diễn đàn làm cha mẹ và mạng xã hội xôn xao vì những khoản thu. Đáng chú ý, tại Thanh Hóa, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra băn khoăn vì đã nộp quỹ cha mẹ phụ huynh, còn phải nộp thêm quỹ lớp, thậm chí là quỹ thưởng với số tiền lên đến vài trăm nghìn đồng. Nếu như mà trong nhà trường có hiện tượng là thu quỹ cha mẹ học sinh rồi thêm quỹ khen thưởng, và quỹ lớp thì riêng quỹ khen thưởng một quỹ lớp thì không có văn bản nào quy định cả. Và trong văn bản hướng dẫn các khoản thu đầu năm học của Sở Đào tạo cũng không có quy định các khoản thu này. Và nếu như đơn vị nào mà thực hiện các khoản thu này thì đấy chính xác là đã vi phạm các cái hướng dẫn của Sở Dục Đào tạo, của Bộ và của Ủy ban Nhân tỉnh. Một vấn đề khác cũng khiến phụ huynh bức xúc trong năm học 2020-2021 này là việc đưa hai môn kỹ năng sống và tiếng Anh tăng cường vào giảng dạy tại khối lớp 1, 2 tại các trường tiểu học. Hiện tại là lớp chị ấy là không đồng ý học cái kỹ năng sống và cái tiếng Anh tăng cường. Đấy, phối hợp với cái trung tâm vì nó không cần thiết, theo chị nghĩ là không cần thiết vì các con mới học lớp 2. Hai môn kỹ năng sống và tiếng Anh tăng cường theo quy định sẽ được đăng ký dưới hình thức tự nguyện. Nhưng sẽ phải tự nguyện thế nào khi môn tự nguyện được bố trí xen kẹp với môn chính khóa như thời khóa biểu này? Và khi thắc mắc, phụ huynh chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn, thời khóa biểu sẽ không thay đổi. Đối với cái môn tiếng Anh tăng cường và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, và trong yêu cầu thì khi triển khai thực hiện các nội dung này sẽ không được phép ảnh hưởng đến những cái giờ học chính khóa. Như vậy thì nếu như các nhà trường mà xếp các cái buổi học này lẫn lộn vào trong chương trình chính khóa thì đấy là trái với cái nguyên tắc hướng dẫn. Về phía đơn vị quản lý giáo dục, khi được hỏi về trách nhiệm và giải pháp căn cơ cho tình trạng lạm thu đầu năm, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa khẳng định những cái hiện tượng về lạm thu hoặc là thu không đúng quy định thì cái trách nhiệm mà trực tiếp là của hiệu trưởng, của ban giám hiệu các cái cơ sở giáo dục, đấy là cái trách nhiệm trực tiếp. Thế còn cái trách nhiệm gián tiếp ấy thì đấy là trách nhiệm của Sở Giáo dục, của phòng giáo dục. Trong thời gian tới, phòng cách tài chính sẽ phối hợp với các phòng ban chuyên môn tăng cường cái việc mà kiểm tra, kiểm soát và chấn chỉnh
Đồng thời với cái việc này thì cần phải có những cái xử lý nghiêm túc và kịp thời. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp thu sai quy định, đồng thời công khai đường dây nóng trên website để nhân dân phản ánh. Đây được kỳ vọng là giải pháp có tính quyết liệt cao nhằm đấu tranh trực diện với nạn lạm thu đang có nguy cơ trở thành căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.